Rồi, Toàn xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phạm Toàn 99 ha. Thì lời đầu tiên trong video thì Toàn xin chúc cho các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Gặp thật nhiều may mắn. Thì hôm nay Toàn sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái vườn mai của anh Toàn ha. Ở xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Thì vườn mai này anh Toàn anh trồng cũng được một năm mấy 2 năm rồi đó các bạn. Thì mai này anh sửa đế chứ chi cành hồi lúc nhỏ nha các bạn. Nhưng anh sửa đế 2 lần, 2 lần là xong cây mai ha. Thì cái video trước thì Toàn cũng có quay bán cho anh Toàn cũng được 20 cây các bạn, 20 cây mà đế nó cũng chung chung ha, nó cũng vừa vừa các bạn, nó cũng không đẹp lắm ha các bạn, nó cũng vừa vừa tầm mắt người chơi thôi chứ không có đẹp không. Thì mai này anh Toàn anh trồng mỗi một đợt như là 100 mấy 200 cây các bạn, 100 mấy 200 cây anh trồng khoảng 1 năm 2 năm hà ông bán mà nguyên lô ha, cũng như ông bán mày bày đó các bạn, ông bán hết xong rồi ông trồng lại cái khác các bạn. Thì mấy cây mai này 2 năm mà cái hoành của nó tầm khoảng 7 đến 8 các bạn. Thì mai này anh Toàn sửa chi cành cũng rất là đều nha các bạn. Cái này anh Toàn anh sửa nhà không đâu bạn, hai chồng em sửa lay gai bữa chừng cây 2 cây, sửa ngày 1 cây 2 cây tính sửa tầm khoảng gần cả tháng rồi cái bờ mai này các bạn, không tới 1 tháng ha. Thì xung quanh khu nhà của anh Toàn cũng rất là rộng nha các bạn. Ở đây hiện trồng tới 2 loại mai lận, một loại bự và một loại nhỏ. Thì loại bự nó mít bên đây, còn cái loại mai bự thì mít bên kia. Thì mai này anh sửa đế coi cũng rất là ok nha các bạn, nó cũng 5 6 rễ nha các bạn, từ 4 rễ trở lên. Cái này anh Toàn chỉ sửa chỉnh sửa xương xương chi cành thôi nha các bạn. Nhìn cây nào cây nấy chi cành cũng đều đều chứ không có xấu lắm hả các bạn, chi cành cũng đẹp, đế nó cũng đẹp nữa nè. Thì cái vườn mai này là của ông Toàn Anh đó các bạn, ổng là Toàn Anh thì mình Toàn em ha, thì con của cậu Tư mình ở nhà ngoại mình đó các bạn. Lâu lâu mình đi công chuyện sẵn mình ghé mình giới thiệu cái vườn mai của anh Toàn cho các bạn xem chơi cho vui ha. Thì chừng nào anh Toàn anh có sức cái lô mai này bán mình sẽ quay quay bán dùm cho anh Toàn luôn ha các bạn. Có các bạn nào có yêu thích mai vàng thì nó liên hệ với anh Toàn ha. Cái số điện thoại của Toàn Anh thì mình sẽ để với cái phần mô tả kênh đó để các bạn biết liên hệ với anh Toàn nha. Thì kế bên cái vườn mai này thì cái miếng đất lúa của ông anh Toàn nha các bạn.
Đây là miếng đất của ông cậu Tư, miếng lúa kế bên luôn. Thì từ đằng trước nhà cậu Tư tới sau hè thì nó tầm khoảng 200 mấy chục mét đó các bạn, rộng lắm. Đây là khu vực hè của nhà anh Toàn ha, nhìn toàn là mai, thì mai lứa lứa không các bạn. Thì từ đằng trước chạy ra tới đằng sau thì nó tầm khoảng một gần cả 100 cây nha các bạn. Thì mai mai lứa lứa như là gần cả 100 cây, còn phía bên kia thì mai nhỏ các bạn, mai nhỏ xứ rễ á. Mai nhỏ xứ rễ thì anh Toàn mới trồng mới có năm mấy à, cây nó cao tầm khoảng 8-9 tấc chưa. Thì mình cũng xin nhắc lại đây là cái vườn mai của anh Toàn ở khu Bắc Chăng, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ hết các bạn. Thì đây cũng gần cái vườn mai của ông cậu 55. Vườn mai của ông cậu 55 thì nó nằm ở phía bên cái vườn bên kia các bạn. Thì cái hướng mình đi là thẳng qua tới cái vườn mai cậu 55 luôn á. Rồi sau đây Toàn xin phép kết thúc video ha. Cuối video Toàn xin chúc cho các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống và gặp thật nhiều may mắn nha.